CIC đưa ra một số định hướng cho các khách hàng để có thể nâng cao điểm số tín dụng của mình, tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn tại các tổ chức tín dụng như sau. Chỉ vay vốn và mở thẻ tín dụng khi thực sự cần thiết. Và tính toán kỹ khả năng trả nợ dựa trên thu nhập thực tế. Có kế hoạch trả nợ đầy đủ và đúng hạn, luôn có ý thức trả nợ dù là khoản nợ nhỏ. Thường xuyên kiểm tra thông tin tín dụng của bản thân để giám sát thông tin và mức độ tín nhiệm về bản thân. Tránh bị kẻ gian lợi dụng, có phương án xử lý nếu phát hiện thông tin của bản thân chưa chính xác. Khi có nhiều khoản nợ cùng lúc, khách hàng nên cố gắng chi trả dần số dư nợ hiện tại, không nên phát sinh thêm nhiều khoản nợ mới. Đặc biệt là nợ tín chấp, nợ vay tiêu dùng.